Tập 23. Giám đốc Trình, có chuyện gì không thể ở công ty nói mà phải đến tận đây vậy? Không có gì, chỉ là muốn hỏi cô một chút. Gần đây với Thẩm Hầu, thế nào rồi? Sao lại hỏi chuyện này? Chúng tôi là có chút vấn đề nhỏ. Thực ra tình yêu cái thứ này, nếu hai người mà thật sự không hợp nhau thì cũng đừng miễn cưỡng. Ý anh là gì? Tôi sợ nếu hai người tiếp tục như vậy, Thẩm Hầu sớm muộn gì cũng sẽ làm cô tổn thương. Nếu đã định kết cục là như vậy, thì chi bằng đau dài không bằng đau ngắn. Tôi biết anh luôn quan tâm đến tôi. Những điều anh vừa nói cũng đều vì muốn tốt cho tôi. Nhưng mà tôi có suy nghĩ của riêng mình, tôi cũng có cách giải quyết của riêng tôi. Giữa tôi và Thẩm Hầu chỉ là cần thời gian để hòa hợp. Chúng tôi không có bất kỳ vấn đề gì về nguyên tắc, cho nên tôi nghĩ anh không cần quá lo lắng cho chúng tôi. Nếu anh không còn việc gì thì tôi xin phép về công ty làm việc. Vậy nếu có thì sao? Có chuyện gì? Vấn đề về nguyên tắc. Nếu thật sự có, tôi sẽ cùng Thẩm Hầu cố gắng giải quyết vấn đề đó. Cũng không cần anh phải bận tâm. Mời. Anh Thẩm, có người tìm anh. Tìm tôi? Ai vậy? Chờ một chút nhé. Qua đây ngồi đi. Ngồi đâu cũng được. Nửa tháng nay anh vẫn ổn chứ? Xem ra em sống rất tốt đấy nhỉ. Xin lỗi. Em biết anh đi giao đồ là vì em. Hôm đó là lỗi của em. Là em nói sai rồi. Xin lỗi. Có thể cho chuyện này qua đi được không? Em đã tính toán rồi. Lương của em mỗi tháng trừ đi số tiền phải trả cho anh Trình, số còn lại nếu tiết kiệm một chút thì đủ cho chi tiêu hàng ngày của hai đứa mình rồi. Việc làm của anh có thể từ từ rồi tìm sau. Nhưng em không muốn anh phải làm công việc vất vả như vậy nữa. Được không? Thẩm Hầu, em cần anh không phải vì anh chịu khó hay kiếm được nhiều tiền, mà bởi vì khi ở bên anh, em rất vui, em rất hạnh phúc, em không thể sống thiếu anh. Em vẫn luôn nghĩ, nếu quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước nữa, có phải sẽ không
còn nhiều hiểu lầm như vậy nữa không? Vậy làm sao để tiến thêm một bước nữa? Không phải anh đã nói anh muốn kết hôn sao? Anh nghiêm túc chứ? Thật ra em đã lấy sổ hộ khẩu ra rồi, chỉ là em vẫn chưa nói với anh thôi. Con bé ưu tú như vậy, cậu lại không có việc làm, lấy gì nuôi con bé? Cháu nhất định sẽ tìm được một công việc tốt. Cháu nhất định sẽ chăm sóc cho dì và Tiểu Tiểu thật tốt. Hai người tuyệt đối sẽ không phải đi vay tiền người khác nữa. Cháu làm được mà. Xin lỗi Tiểu Tiểu, anh không thể kết hôn với em. Không phải anh không muốn, là em hiện tại nhìn anh xem, anh bây giờ này trông thảm hại thế này, làm sao anh kết hôn với em được? Anh lấy gì ra đảm bảo với mẹ em? Anh có thể cho em hạnh phúc, em có thể không cần gì cả, nhưng anh muốn. Anh là đàn ông, anh phải kiếm tiền, anh phải cho em một cuộc sống tốt hơn, anh phải để em không phải vay tiền đàn ông khác nữa. Anh phải đường đường chính chính dẫn em đến trước mặt bố mẹ anh, nói với họ rằng anh có thể nuôi em, chứ không phải như bây giờ vẫn với suy nghĩ đó, giọng điệu đó nói với anh rằng em có thể không cần gì cả. Vậy nên anh không muốn kết hôn. Anh muốn chứ? Anh rất muốn, nhưng bây giờ anh không thể. Em hiểu rồi. Em đi đây. Tiểu Tiểu, xin lỗi. Em có thể cho anh thêm chút thời gian nữa được không? Không có gì phải xin lỗi cả. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Nhan Hiểu Thần, cô biết nấu ăn không? Tôi biết chứ. Cửa không khóa, tự mở cửa vào nhé. Chị Tân Lệ, cửa có dép rồi đấy, tự thay nhé. Dì mấy hôm nay bị bệnh, hơi bừa bộn một chút. Cái gì khét thế? Có mùi khét. Mì của tôi khét rồi, tôi vừa đổ đi rồi. Tôi cảm thấy mối quan hệ của tôi với nhà bếp luôn luôn không tốt. Chị cần tôi giúp không? Như thế này, cô thử miếng bít tết tôi làm trước đi. Ý chị là muốn tôi thử độc cho chị à? Cái này hơn 500 tệ một miếng đấy. Đồ ăn do phù thủy làm, quả nhiên cũng ma mị như vậy. Chị đã thử chưa? Tôi đặc biệt để dành cho cô đấy. Hay là thôi vậy, để tôi xem còn gì ăn được không? Để tôi tìm xem nào.
Hiểu thần đến rồi. Cô ấy vẫn không biết rốt cuộc tôi muốn gì. Trong mối tình này, tôi đã rất cố gắng rồi. Tôi cũng đang liều mạng thay đổi vì cô ấy. Nhưng tại sao tôi lại không nhìn thấy hy vọng? Không phải tôi không muốn kết hôn. Tôi chỉ là không muốn. Không muốn tay trắng kết hôn với cô ấy. Cậu hiểu ý tôi chứ? Không phải. Tôi hiểu. Cậu đợi đã, vừa nãy cô ấy đến đây là để cầu hôn cậu. Không phải. Khỉ à. Tôi thấy tôi phải nói cậu vài câu. Chuyện này là cậu sai rồi. Cậu hơi làm quá rồi đấy, cậu biết không? Cô ấy có thể kết hôn với cậu chứng tỏ cô ấy nghiêm túc với cậu. Cậu đây gọi là sướng mà không biết hưởng. Cậu biết tôi hâm mộ cậu thế nào không? Đừng nói cầu hôn, chỉ cần Vi Đồng đồng ý ở bên tôi. Uống rượu thôi. Thôi được rồi, chuyện qua rồi. Đây không phải hiểu thần sao? Người đàn ông kia là ai? Không phải, khỉ à, chắc chắn là hiểu lầm rồi. Chắc chắn là giả. Bức ảnh này. Thẩm Hầu, mẹ đừng vu khống Tiểu Tiểu nữa. Tình cảm của con dành cho cô ấy sẽ không thay đổi đâu. Mẹ đừng phí sức nữa, con. Phiền phức không vậy? Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Chắc chắn là giả. Cô ấy không phải người như vậy. Hài lòng chưa? Nói đi, tìm tôi có việc gì? Không có việc gì. Không có việc gì mà cô gọi điện cho tôi. Hình như là tôi gọi đấy. Đương nhiên rồi. Có chuyện gì vậy? Tôi đã cầu hôn anh ấy rồi. Cô cầu hôn? Nhan Hiểu Thần, tôi thật sự đã xem thường cô rồi. Là nữ anh hùng đấy. Khi nào cưới? Anh ấy từ chối cô rồi. Tốt. Cũ không đi mới không tới. Vẫy tay chào tạm mới có thể gặp được người đúng. Chia tay rồi mới có người tốt hơn đang chờ cô. Nhưng tôi không hề muốn chia tay với anh ấy. Tôi với anh ấy ấy hả? Có lẽ anh không hiểu rõ lắm. Anh ấy rất quan trọng với tôi. Trước khi anh ấy xuất hiện, thế giới của tôi chỉ có hai màu, một đen, một trắng. Nhưng khi anh ấy xuất hiện, anh ấy giống như một tia nắng, chiếu sáng cả thế giới của tôi và mang đến cho tôi những sắc màu rực rỡ. Đó chính là lý do tôi không thể rời xa anh ấy. Đó là ma lực của anh ấy đấy. Tôi không ngờ cô lại mê luyến anh ấy đến vậy. Vậy nếu hai người thật sự không hợp nhau thì sao? Sẽ không đâu. Thời đại học, hai người có thể yêu đương rất thuần khiết, tận hưởng tình yêu. Nhưng khi bước ra xã hội, hai người phải cùng nhau với cuộc sống. Cô sẽ phát hiện ra, hai người có cùng quan điểm nhân sinh, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Phải có cùng mục tiêu theo đuổi, phải có cùng nhịp bước. Hiện tại cô đang nỗ lực vì công việc, lo liệu cho hiện thực. Anh ấy đang làm gì? Anh ấy có thể theo kịp bước chân của cô không? Chẳng lẽ điều này làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy sao? Vấn đề của hai người sẽ ngày càng nhiều. Mâu thuẫn sẽ ngày càng leo thang. Rồi cuối cùng hai người sẽ thật sự hoàn toàn không có cách nào để đến. Thôi được rồi, chị Tân Lệ. Bây giờ tôi
không muốn nghe những chuyện này nữa. Chúng ta đổi chủ đề khác nói chuyện đi. Vậy chúng ta nói chuyện gì bây giờ? Nói về tôi đi. Cô đừng nhìn tôi, nói năng đâu ra đấy như vậy. Thực ra trước mặt tình yêu, tôi mới là người thất bại hoàn toàn. Trình Chí Viễn là bạn trai cô biết không? Anh ấy nói với cô rồi. Anh ấy còn nói gì với cô nữa? Hết rồi. Anh ấy không nói cho cô biết. Sự khởi đầu của hai là do âm mưu của tôi. Để có thể ở bên anh ấy. Vào một ngày tuyết rơi dày, tôi đã hẹn anh phòng thí nghiệm của trường chúng tôi. Cô tìm tôi đến đây. Có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Chúng ta nói thẳng luôn nhé. Anh thấy tôi thế nào? Rất tốt. Làm bạn gái tôi thì sao? Xấu hổ quá. Tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Bây giờ có thể bắt đầu tính đến rồi đấy. Vâng. Vậy thì cho tôi suy nghĩ một chút. Anh có 2 tiếng đồng hồ. Ý cô là sao? Tôi đã bảo James khóa cửa rồi. Tức là trong vòng 2 tiếng tới, ở đây chỉ có tôi và anh. Cô vội vàng vậy sao? Tôi chỉ không thích dây dưa dài dòng. Vậy bây giờ tôi có thể cho cô trả lời của tôi rồi. Nói 2 tiếng là 2 tiếng. Anh có rất nhiều thời gian để từ từ suy nghĩ. Bắt đầu tính giờ. Hết giờ rồi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tạm thời tôi vẫn chưa yêu đương. Biết rồi. James. Tuyết rơi dày phong tỏa trường học rồi. Lại đây, ngồi đây. Sao vậy? Cô sốt rồi. Đắp chăn vào. Nếu anh không thích tôi, không muốn ở bên tôi, thì đừng lúc này đối xử tốt với tôi như vậy. Lại đây. Đắp chăn cho kỹ vào. Lucas, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Dừng lại chút.
sao vậy? Cái gì? Thực ra ngay từ đầu tôi đã biết anh ấy căn bản không yêu tôi. Ngay cả thích cũng chỉ có một chút xíu. Nhưng với tôi vậy là đủ rồi. Vì tôi rất tự tin. Tôi cảm thấy tôi ưu tú như vậy. Anh ấy sẽ dần dần yêu tôi. Chúng tôi tốt nghiệp đại học. Tôi nhận được thông báo trúng tuyển của công ty anh ấy đang làm việc Old Capital. Lúc đó tất cả mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi. Nhưng không ngờ cẩn thận. Chí Viễn, anh sao vậy? Tay anh làm sao thế? Tay không cử động được rồi. Tôi không ngờ tai nạn này lại thay đổi tất cả. Thực ra tôi với 2 năm bên nhau cũng không giống những cặp đôi bình thường khác. Chúng tôi chỉ nắm tay, ôm nhau, thậm chí hôn nhau cũng rất ít. Vì vậy tôi có linh cảm chúng tôi sẽ không bên nhau được lâu. Vậy sau đó thì sao? Sau đó anh ấy về Trung Quốc, nhưng không biết vì sao anh ấy lại nhanh chóng quay lại Mỹ và rất kiên quyết muốn chia tay với tôi. Mấy hôm trước anh đã từ chức ở Old Capital rồi. Anh từ chức rồi. Vậy sao không bàn bạc với em gì cả? Em vì anh mới vào Old Capital. Anh có dự định khác. Anh định về nước khởi nghiệp. Anh muốn về Trung Quốc. Vậy chúng ta thì sao? Bạn bè và người thân của em đều ở đây. Em không thể về Trung Quốc với anh được. Anh đã nghĩ đến những điều này chưa? Hay nói cách khác, anh căn bản không định để em về Trung Quốc cùng anh. Anh chưa bao giờ ở kế hoạch tương lai của anh. Mỗi người đều có tương lai của riêng mình, chứ không phải ở trong kế hoạch của ai cả. Ra ngoài. Anh, ra ngoài. Sao tự nhiên lại muốn chia tay? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ tưởng anh ấy đã yêu người phụ nữ khác, nên tôi mới giận dỗi đồng ý chia tay với anh ấy. Nhưng tôi hối hận rồi. Tôi gọi điện thoại cho anh ấy, số điện thoại của anh ấy đã đổi rồi. Vậy nên chúng tôi đã mất liên lạc hơn 1 năm. Sau đó trong một lần tình cờ, tôi biết được anh ấy đang tìm kiếm đối tác khởi nghiệp. Tôi bèn lần theo tin tức tìm đến anh ấy, muốn gia nhập nhóm của anh ấy. Tôi không ngờ anh ấy lại đồng ý. Nhưng thái độ của anh ấy đối với tôi cứ như thể giữa chúng tôi mối tình đó chưa từng xảy ra vậy. Anh ấy tệ bạc vậy sao? Sau đó Kiều Vũ cũng gia nhập. Ba chúng tôi cùng nhau thành lập nên Da Hack Capital. Thực ra lúc ở bên cạnh anh ấy, tôi đã quan sát rất kỹ, nhưng tôi không phát hiện ra anh ấy có bất kỳ đối tượng mờ ám nào. Tôi chỉ cảm thấy con người anh ấy đã thay đổi, nhưng lại không nói rõ được là thay đổi ở đâu. Anh ấy đối với mọi việc đều trở nên rất thờ ơ, dồn hết tâm sức vào công việc. Cô biết không, lúc đó để gây sự chú ý của anh ấy, tôi thậm chí còn tăng ca cùng anh ấy. Tôi còn rất ghét Kiều Vũ, vì tôi ngây thơ cho rằng Kiều Vũ đến khiến cho tôi trong lòng anh ấy ngay cả vị trí người có năng lực cũng không giữ được. Vậy mà chị còn nói tôi mê luyến. Chị chẳng phải cũng vậy sao?
Tôi luôn cảm thấy Trình Chí Viễn có ý với cô. Không thể nào, không thể nào. Chị đừng nghĩ nhiều, cô nhất định phải tin. Giác quan thứ 6 của tôi. Tôi rất hiểu anh ấy. Trình Chí Viễn người này đối xử tốt với tất cả mọi người, chỉ có đối với cô. Trong chuyện của cô, cảm xúc của anh ấy luôn thể hiện rất đặc biệt. Anh ấy có nói với chị, anh ấy có một em gái không? Anh ấy có một em gái. Đúng vậy. Anh ấy có nói với tôi cảm thấy mình rất giống em gái anh ấy, nên tôi nghĩ anh ấy đối xử có lẽ là xuất phát từ loại tình cảm này. Cô không thấy nghe như vậy rất giống kiểu một ông chú lừa gạt một cô bé sao? Thật ra nói với cô nhiều như vậy, chị chỉ muốn nói với cô rằng tình cảm phải quyết đoán. Nếu cô quyết định không chia tay, vậy thì dù có bao nhiêu hiểu lầm, dù có bao nhiêu trở ngại, cô đều phải nghĩ mọi cách để giải quyết. Nhưng mà nếu cô đã quyết định chia tay, cô phải dứt khoát. Đừng như tôi dây dưa kéo dài. Như vậy cô mới có không gian để theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Cậu uống cả đêm rồi đấy. Ừ, cậu đổi tư thế khác cũng được. Cậu nói cho tôi biết đây là rượu gì vậy? Sao uống mãi không say? Cái này không chứa cồn. Không phải, cậu không thể uống nữa. Đừng, đừng, cả đêm rồi đại ca. Uống nữa là bị tiểu đường đấy. Cậu cũng ghê thật. Ban đầu tôi cứ nghĩ thất tình, để dâu uống rượu nhìn rất ngầu. Bây giờ nhìn cậu như này, chẳng ngầu chút nào đâu. Tôi nói cho cậu biết, hai đứa mình quen nhau từ nhỏ, cậu luôn luôn là hình ảnh tràn đầy khí thế. Từ bao giờ lại như thế này? Cậu để một người phụ nữ hành hạ thành ra thế này, có gì to tát đâu. Hợp thì ở bên nhau, không hợp thì thôi. Đàn ông phải quang minh một chút. Chuyện bức ảnh, nếu cậu thật sự rất để tâm thì cứ trực tiếp hỏi cô ấy đi, vẫn hơn là cậu tự hành hạ bản thân chứ. Tôi nói cho cậu biết Thẩm Hầu, lần này đừng nói không đứng về phía cậu nhé. Nếu cậu vẫn cứ như thế này, Nhan Hiểu Thần một ngày nào đó, nếu lỡ như thật sự bị ai cướp mất thì đừng có hối hận đấy. Anh về rồi. Anh chưa ăn cơm, em đi nấu đồ ăn cho. Tiểu Tiểu, xin lỗi. Anh đã nghĩ thông suốt rồi. Ban đầu anh định đợi đến khi anh có năng lực, anh sẽ đường đường chính chính cưới em. Nhưng so với tương lai chưa biết trước, anh phát hiện ra anh càng sợ hơn em bị người khác cướp mất trước. Đồ ngốc. Cũng đâu có ai tranh giành với anh. Đừng khóc. Khóc sẽ không xinh đẹp nữa. Tiểu Tiểu, chúng ta kết hôn nhé. Ngành nghề dần được các nhà đầu tư mạo hiểm săn đón. Theo thống kê, nửa đầu năm nay các doanh nghiệp thương mại điện tử trong nước đã hoàn thành 23 thương vụ giao dịch gọi vốn, tổng quy mô gọi vốn đạt 330 triệu USD. Xin nghỉ phép chưa? Không thể nào quên trưa nay phải làm gì chứ?
tổng số tiền gọi vốn đạt 337 triệu đô la Mỹ. Tháng 6, có tổng cộng 9 doanh nghiệp công bố nhận được vốn đầu tư mạo hiểm tổng quy mô hơn 100 triệu đô la Mỹ. Là tháng sôi động nhất trong lịch sử gọi vốn của ngành thương mại điện tử. Doanh nghiệp dấy lên làn sóng tự xây dựng hệ thống logistics. Hệ thống logistics đã trở thành nút thắt hạn chế sự phát triển của thương mại điện tử. Hàng không đúng mẫu, khó kiểm tra hàng trước khi thanh toán đã trở thành nhược điểm chí mạng của mua sắm trực tuyến. Nhắn tin với ai thế, cười ngọt ngào vậy? Trong giờ họp mà còn mất tập trung, cẩn thận tôi báo cáo với chị Tân Lệ trước khi báo cáo người khác. Tự kiểm điểm bản thân trước đi. Bản báo cáo này viết quá tệ. Đến văn phòng tôi một chuyến. Vâng. Nhan Hiểu Thần. Làm gì vậy? Tài liệu của giám đốc, cô giúp tôi đưa cho anh ấy nhé. Hy vọng khi tôi ra ngoài vẫn có thể gặp lại hai người. Chúc anh may mắn. Cố lên, cố lên. Sếp, tài liệu của anh. Được rồi, để đó đi. Sao vậy? Còn chuyện gì nữa không? Chiều nay tôi muốn xin nghỉ phép. Xin nghỉ phép? Làm gì vậy? Tôi muốn đi đăng ký kết hôn với Thẩm Hầu. Sao vậy? Không được sao? Hiểu Thần. Chuyện này, cô có thể hoãn lại một chút được không? Tại sao? Có vài việc tôi cần xác nhận. Tôi kết hôn. Anh muốn xác nhận. Không phải anh muốn xác nhận cái gì? Sao anh lại nhiều chuyện vậy? Quản rộng vậy? Dù sao tôi cũng mặc kệ. Anh cứ coi như tôi trốn trừ lương tôi là được. Nhan Hiểu Thần. Cô có thể nghe tôi một lần này thôi được không? Chỉ một lần này thôi. Không được. Alo. Vâng. Vậy thì chiều thứ sáu. Không được. Không được đến dưới tòa nhà công ty chúng tôi. Tôi gửi địa chỉ cho bà. Tạm biệt. Chào anh. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Em cũng là lần đầu đến đây. Anh còn hỏi em. Xếp hàng trước đã. Vâng, cảm ơn. Chào anh. Có phải phải lấy cái tờ khai này không ạ? Tờ khai? Ở đâu lấy vậy? Không biết. Chúc mừng qua bên kia kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân. Tờ khai. Thôi, mặc kệ. Trước tiên cái đó. Giấy chứng nhận. Đây là của anh. Được rồi, qua bên kia chụp ảnh nhé. Vâng, cảm ơn. Chào anh. Đây là của cô ấy. Được rồi, đây là của tôi. Chụp ảnh chưa? Ảnh gì cơ? Vậy thì đến bên kia kiểm tra. Rồi đến bên kia chụp ảnh nhé. Vâng. Cảm ơn nào. Cảm ơn. Cầm lấy. Kiểm tra sức khỏe trước bên này. Chúng tôi tự nguyện kết hôn với nhau. Từ nay về sau, anh nguyện dùng bờ vai vững chắc gánh vác hạnh phúc cả đời em. Em nguyện dùng sự dịu dàng cả đời xây dựng bến đỗ tình yêu cho anh. Dù hoàn cảnh tốt hay xấu, cuộc sống giàu sang hay nghèo khó, sức khỏe mạnh hay yếu, sự nghiệp thành công hay thất bại, chúng ta đều sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau gánh vác mọi khó khăn,
cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nương tựa lẫn nhau, chung thủy không thay lòng, không rời không bỏ, đầu bạc răng long, mãi mãi về sau. Tiểu Tiểu, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta kết hôn. Dù chiếc bánh kem này hơi quê mùa, hơi nhỏ, thì em cứ tạm chấp nhận nhé. Đợi sau này anh tự kiếm được nhiều tiền, anh nhất định sẽ chuẩn bị cho em một đám cưới đáng nhớ nhất, lãng mạn nhất. Đến lúc đó sẽ mời Vũ Thần, Vi Đồng, tất cả mọi người. Đến lúc đó anh sẽ đặt làm một chiếc bánh kem cao 10 mét. Cao 10 mét thì cắt kiểu gì? Anh muốn em đứng lên vai xuống cắt à? Hình như vậy cũng vừa không tới. Tiểu Tiểu, chúng ta thật sự kết hôn rồi sao? Đúng vậy. Vậy bây giờ anh có phải nên gọi em là vợ yêu không? Không được, anh phải luyện tập trước đã. Vợ. Em đừng cười. Anh làm lại. Vợ. Chúng ta kết hôn rồi. Bây giờ em là người của anh ấy. Chúng ta kết hôn rồi. Chúng ta ở bên nhau rồi. Chúng ta kết hôn rồi. La hét cái gì? Kết hôn rồi thì mau về nhà. Đừng làm ồn ở đây. Kết hôn rồi mà cũng không cho la hét à? Tiểu Tiểu, chúng ta thật sự kết hôn rồi. Sau này sẽ không bao giờ chia xa nữa. Cả đời này sẽ không chia xa. Vợ yêu, chồng yêu. Tiếp theo tôi sẽ đối với, xin lỗi, tôi đến muộn, xin lỗi, được rồi, ngồi đi, không có lần sau đâu đấy. Tiếp theo tôi sẽ đối với các lĩnh vực, dự án đầu tư, đưa ra đánh giá tổng hợp. Mâu thuẫn cung cầu nhà ở thương mại hiện nay đang khá nổi cộng. Thực ra vào những năm trước, khi kinh tế quá nóng, nhà ở thương mại vẫn khá đắt hàng. Nhưng với việc nhà nước điều tiết vĩ mô và chính sách được thực thi thì những năm gần đây đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên diện tích nhà ở thương mại lại không ngừng tăng lên, khiến cho mâu thuẫn cung cầu này thêm trầm trọng. Vì vậy tôi đề nghị trọng tâm dự án của chúng ta nên chuyển từ ngành bất động sản sang ngành tài chính, Internet mới nổi. Được rồi, chỉ vậy thôi. Anh còn gì bổ sung không? Không có, rất tốt, tốt. Vậy thì nghỉ họp thôi. Chờ một chút. Người đến muộn dọn dẹp đồ đạc đi. Để đấy, để tôi dọn. Panda, lịch trình của giám đốc Trình chiều nay thế nào? Giám đốc Trình, để tôi xem. Vâng ạ. 2 giờ chiều, quán cà phê Einstein, chủ tịch tập đoàn Thân Tư. Cảm ơn. Tôi biết anh luôn quan tâm đến tôi. Giữa tôi và Thẩm Hầu chỉ là cần thời gian để hòa hợp. Bọn tôi không có vấn đề gì về nguyên tắc. Cho nên tôi có suy nghĩ của riêng mình. Tôi cũng có cách giải của riêng tôi. Vậy nếu có thì sao? Có chuyện gì? Vấn đề về nguyên tắc. Tôi với Thẩm Hầu sẽ đi đăng ký kết hôn. Chuyện này cô có thể hoãn lại một chút được không? Có vài việc tôi cần xác nhận.
hỏi cũng vô ích. Giám đốc Trình, chúng ta đến rồi. Giám đốc Trình. Chú Lý, nửa tiếng nữa đến đón tôi nhé. Vâng.